quý vị và các bạn, cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì con người ta càng có xu hướng quay lại với những gì bình dị, thân yêu bấy nhiêu. Và có lẽ trong những ngày cuối tuần khi mà sum họp với gia đình thì không còn gì tuyệt vời hơn ngồi bên một không gian ấm cúng và cùng thưởng thức những món ăn từ quê hương. Nghe Kiều Anh nói thì Thanh Hải cũng đang hình dung ra một không gian rất là Việt Nam, bởi vì hai tiếng quê hương thì bao giờ cũng mang đến cho chúng ta những cái hình ảnh và ký ức thật là đẹp đẽ, phải không ạ? Và có lẽ đây cũng là địa chỉ mới mà chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả trong một quyến rũ cao nguyên ngày hôm nay, phải không Kiều Anh? Vâng, đúng như chị vậy chị Thanh Hải ạ. Và chỉ khi đặt chân đến đây, tự mình trải nghiệm thì quý vị mới có thể cảm nhận được hết sự độc đáo cũng như là ấm cúng của không gian này. Đó chính là quán Lá Chuối ở thành phố Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay do công việc bận rộn nên rất là nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng, không có thời gian để về nhà chuẩn bị bữa cơm trưa hoặc là dùng cơm với gia đình mình. Chính vì vậy họ phải tìm đến những quán cơm gia đình để ăn vội một bữa trưa, tiếp tục cho công việc vào buổi chiều. Và trong chương trình hôm nay, Hương Thanh mời quý vị cùng Hương Thanh ghé chân đến một quán ăn. Nơi đây không chỉ có những món ăn rất là quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta như là rau muống xào tỏi, cá kho tộ hay là chuối om thịt vân vân, mà còn có một cái khung cảnh thiên nhiên rất là giản dị, gần gũi và phản ánh một góc của làng quê Việt Nam xưa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá quán Lá Chuối các bạn nha. Nhắc đến làng quê Việt Nam, không chỉ là hình ảnh những bụi tre làng, những con sông quê, những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, mà còn là cả những món ăn dân dã đã đi vào tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Là món cá kho tộ, là dĩa rau muống xào, tô canh chua bà và mẹ nấu. Để giờ đây, có biết bao người thèm lắm cảm giác được một lần quây quần bên mâm cơm gia đình, xuất xoa hương vị hồn quê Việt ấy. Có lẽ cuộc sống ngày càng phát triển, cộng với sự giao thoa văn hóa ẩm thực Đông Tây, nên người Việt Nam có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, cầu kỳ của ẩm thực thế giới. Tuy nhiên, đã là một người con nước Việt mang trong mình dòng máu lạc hồng, thì dù như thế nào đi chăng nữa, hương vị ẩm thực quê nhà vẫn sẽ sống trong tâm trí của mỗi chúng ta. Nắm bắt được tâm lý ấy, Lá Chuối, một quán cơm gia đình nho nhỏ, nép mình trong một con hẻm trên đường Trần Phú, đã mang đến cho thực khách những giây phút được trở về một thời ký ức xa xôi. Không phải là những bảng hiệu đèn neon quen thuộc như nhiều quán xá khác, Lá Chuối thực sự mang lại cảm giác gần gũi dân dã đầu tiên cho khách, với bảng hiệu từ tấm gỗ đơn sơ, mộc mạc. Không gian xung quanh tiền cảnh lại mang đến cảm giác yên bình, giúp thực khách gác lại mọi muộn phiền lo toan của cuộc sống thường ngày. Ngày nay, hầu hết căn bếp mỗi gia đình đều được sử dụng những đồ dùng hiện đại tân tiến, nên những hình ảnh như thế này thực sự khiến cho những thực khách tuổi trung niên nghẹn ngào về một thời quá khứ mình đã gắn bó. Còn với thế hệ trẻ, lại là cảm giác thích thú khi có thể biết được về một phần hồn quê Việt xưa. Mục đích là em có mở quán Lá Chuối là vì em cảm thấy ở Đà Lạt đang rất là thiếu cái món cơm mà chuyên về Việt Nam, và những cái món ăn này rất là dân dã của ngày xưa. Em rất là muốn mở để cho mọi người tưởng nhớ về những cái món ăn của gia đình, của mẹ nấu, của bà ngoại mình nấu. Thì muốn mở ra cái ý tưởng này, nó thật là gần gũi, thân thiết giống như là ở nhà, ngon như ở nhà. Không chỉ không gian mà màu sắc của làng quê Việt Nam xưa, mà những món ăn nơi đây cũng chinh phục thực khách. Không phải là những món cao lương mỹ vị, chỉ đơn giản dĩa cà muối, rau muống xào hay món cá kho tộ sóng sánh màu vàng nâu, tô canh chua bốc khói đầy hấp dẫn, cùng hương vị là sự hòa quyện đậm đà, vừa miệng của từng món ăn, đã mang đến một bữa cơm ngon lành trọn vẹn cho thực khách. Về chất lượng món ăn thì theo đánh giá của tôi thì quán này nấu rất là ngon, có những cái hương vị rất là mang tính đậm đà quê hương. Còn về khung cảnh của quán thì có gì đó cho chúng cái người ăn có cái cảm nhận là thoải mái sau những giờ làm mệt mỏi. Món ăn ở đây thì rất là ngon và mang phong cách của đậm chất Việt Nam của mình. Thứ hai là phong cách bài trí ở đây rất là ấm áp, mọi người đến đây cảm giác nó ấm áp như gia đình. Là một người con đất Việt, dù có ở phương trời xa xôi nào đi chăng nữa, hình ảnh tổ quốc, quê hương và những món ăn đậm đà hồn quê vẫn luôn đồng hành trong suốt cuộc đời mỗi người. Khi xã hội càng phát triển thì chúng ta lại cảm thấy cần lắm những không gian nho nhỏ bình yên như thế này.
để được một lần gác lại nhịp sống đang cuốn chúng ta trôi theo mỗi ngày. Và chính những giây phút ấy sẽ khiến cho mỗi một người biết trân quý hơn nữa giá trị đích thực của bữa cơm gia đình khi được quây quần bên những người thân yêu để sẻ chia và lưu lại thêm một ký ức đẹp cho trang nhật ký của cuộc đời mình. Là người dân tộc thiểu số, nhưng ngay từ khi mới lập gia đình, chị Ma Hồng đã suy nghĩ tính toán phương thức sản xuất chăn nuôi gia súc gia cầm một cách khoa học. Từ chăn nuôi heo thấy không mang lại hiệu quả kinh tế, chị lại quyết định chuyển sang heo giống ngoại nhập. Rồi mà...